Cậu bé vàng là giải thưởng được các nhà báo thể thao trao tặng cho cầu thủ dưới 21 tuổi tài năng nhất châu Âu trong một năm dương lịch, được coi là một giải thưởng danh giá nhất. Danh hiệu này giúp ghi nhận tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới, để những cầu thủ trẻ coi đây là một bước đệm nhằm phấn đấu để có được sự nghiệp cầu thủ thành công. Danh hiệu này lần đầu tiên được trao cho cựu cầu thủ của Tottenham, Raphael van der Vaart vào năm 2003. Và kể từ đó cứ một năm, Golden Boy lại chào đón một chủ nhân mới, cũng như là thế giới được chiêm ngưỡng một cầu thủ trẻ tài năng xuất hiện. Những cái tên đình đám như Lionel Messi, Wayne Rooney, Sergio Ramos và Cesc Fabregas và các ngôi sao hiện tại như Raheem Sterling, Paul Pogba và Kylian Mbappe đều đã được vinh danh ở hạng mục này. Người mới nhất đã được tôn vinh ở giải thưởng này là ngôi sao trẻ của Barcelona, Gavi. Lionel Messi hay Wayne Rooney là hai trong số ít những cầu thủ giành được danh hiệu này nhưng vẫn sở hữu một sự nghiệp bóng đá thành công. Trong dòng chảy của lịch sử bóng đá đã ghi nhận rất nhiều những tài năng trẻ sau khi được vinh dự cao quý này dường như đã không còn là chính mình. Họ đã thi đấu thất vọng, mang đến những màn trình diễn tệ hại dành cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Khi nhắc về những cậu bé vàng không bao giờ lớn, chúng ta có thể liên hệ ngay với một vài cái tên như Alexander Pato, Mario Balotelli, Renato Sanchez hay Anthony Martial. Liệu rằng có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi vì sao Golden Boy thường có sự nghiệp thất bại? Và đây sẽ là câu chuyện mà tôi muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Khi bạn giành được danh hiệu cậu bé vàng, nghĩa là bạn có được khởi đầu như mơ ước và đầy tự hào. Những ánh nhìn của mọi người trên toàn thế giới sẽ đổ dồn về bạn. Trong danh sách những cầu thủ thất bại khi nhận được danh hiệu Golden Boy, thường có một mẫu số chung, đó là sự tự mãn. Những cái tên như Anthony Martial, Mario Balotelli, Paul Pogba là những cầu thủ được đánh giá là vô cùng tài năng trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Tuy nhiên, sự khiêm tốn, ham học hỏi và tinh thần cầu tiến đó chính là cái họ còn thiếu. Thành công của họ chủ yếu phụ thuộc vào cách họ xử lý sự nổi tiếng sau khi nổi tiếng. Tuy nhiên, do đạt được những danh vọng quá sớm đã giết chết những ngôi sao cực kỳ tiềm năng này. Họ mãi mãi chỉ dừng lại ở mức tiếc nuối mà thôi. Dù đây là một danh hiệu cao quý, tuy nhiên mọi người cần phải nhớ rằng đây là giải thưởng nhằm tôn vinh cầu thủ trẻ, chứ không phải là cầu thủ hay nhất thế giới. Sự hào nhoáng của những bản hợp đồng mới, sự tâng bốc lên mây xanh của những người hâm mộ đó chính là những con dao hai lưỡi. Nếu những cầu thủ trẻ này có được sự tỉnh táo cần thiết để tiếp tục tập luyện và hoàn thiện bản thân, thì mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời. Tiếc rằng sự hào nhoáng ấy đã nuốt lấy những cầu thủ trẻ thực sự tài năng này. Bên cạnh đó, để có được danh hiệu cậu bé vàng, nghĩa là bản thân cầu thủ đó phải đạt được một thành tích khủng nào đó trong một năm. Có thể là một màn trình diễn đỉnh cao tại những đấu trường lớn như UEFA Champions League hay World Cup. Đôi khi là những cầu thủ đó đã ghi rất nhiều bàn thắng để đem lại những danh hiệu danh giá cho câu lạc bộ hay đội tuyển của mình. Tuy nhiên, thành công quá sớm khiến họ dần mất đi những động lực trong tương lai. Thử hỏi, nếu như bạn đã từng đứng ở đỉnh cao ở tuổi 18, 19 hay 20 thì vô hình chung sẽ dẫn đến việc bạn chẳng có động lực gì để cố gắng cả. Tiền bạc, quyền lực cũng như là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng là một phần khiến rất nhiều những ngôi sao như Balotelli, Pogba hay Raphael van der Vaart lạc lối trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp. Thái độ. Khi nhắc về thái độ của những cầu thủ trẻ, tôi muốn dành chút thời gian để kể cho các bạn nghe về cơn ác mộng của Jose Mourinho. Câu chuyện bắt đầu trong trận đấu giữa Rubin Kazan và Inter Milan năm 2009. Khi đó, Mario Balotelli là tiền đạo duy nhất còn khỏe mạnh trong tay huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, không Diego Milito, không Samuel Eto'o. Balotelli là lựa chọn duy nhất của người đặc biệt. Jose Mourinho khi đó đã rất lo lắng về cậu học trò của mình. Nỗi lo của vị huấn luyện viên 60 tuổi là có cơ sở khi mà cầu thủ người Ý nhận phải tấm thẻ vàng trước đó. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, Mourinho đã không làm bất cứ điều gì ngoài việc căn dặn Balotelli thật kỹ như sau: "Này Mario, tôi không thể thay anh ra sân được. Tôi không có bất kỳ một tiền đạo nào dự bị cho anh cả. Anh hiểu không? Vì thế làm ơn đừng chạm vào bất kỳ ai. Công việc của anh chỉ là chơi với quả bóng thôi. Nếu chúng ta mất bóng thì cậu không cần đuổi theo, không cần tranh chấp, nói chung là cứ đứng yên là tốt nhất. Nếu trọng tài có mắc sai lầm thì đó không phải là việc của cậu, đừng phản ứng lại. Nếu ai đó khiêu khích cậu, mặc kệ họ. Mario, anh hiểu ý tôi chứ?" Và sau đó thì... làm gì còn có sau đó nữa. Phút 46 thì Mario Balotelli phải nhận thẻ đỏ. Mario Balotelli chắc chắn là hình mẫu chính xác để chúng ta nói về sự nghiệp của một cầu thủ có thể bị ảnh hưởng to lớn như thế nào chỉ vì thái độ. Người ta thường nói thái độ đóng góp tới 70% sự thành công. Tuy nhiên, như các bạn biết đấy, những ngôi sao từng giành được danh hiệu cậu bé vàng thì đều là những cầu thủ trẻ tuổi, sốc nổi, bất đồng, là những điều có thể hiểu được. Ai cũng có cái tôi cá nhân. Tuy nhiên, nếu cứ mang trong mình một thái độ xem thường tất cả, coi mình là một ngôi sao thực thụ mà bỏ quên đi sự luyện tập cũng như tinh thần học hỏi và khiêm tốn, những cái tên như Mario Balotelli, Paul Pogba thực sự tài năng, tuy nhiên về thái độ luyện tập, sự khiêm nhường cũng như là thái độ thi đấu thì có vấn đề. Đã có rất nhiều lần chúng ta thấy được Pogba hay Balotelli nhận những án phạt vì sự vô kỷ luật hay các câu phát ngôn gây sốc. Cần gì luyện tập thêm khi đã là nhà vô địch World Cup
hay Champions League chính là những viên thuốc độc từ từ giết chết giấc mơ vươn mình để trở thành những cầu thủ bóng đá của các ngôi sao trẻ. Tâm lý kém cỏi, Mario Götze phiên bản trước khi gia nhập Bayern Munich là một trong những tiền vệ được đánh giá là tiềm năng bậc nhất của thế giới trong màu áo vàng đen của Borussia Dortmund. Götze khi ấy thực sự là cậu bé vàng của nước Đức. Đỉnh điểm là vào năm 2011, Götze là chủ nhân của danh hiệu cậu bé vàng năm đó, mang theo biết bao niềm kỳ vọng về một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên sau khi đến Bayern, sự nghiệp của Mario Götze đã tụt dốc không phanh, một phần là vì không hợp với lối chơi của huấn luyện viên Pep Guardiola khi đó và một phần là vì tâm lý yếu kém của cầu thủ này. Mario Götze không phải là cầu thủ duy nhất từng là chủ nhân của danh hiệu cậu bé vàng sở hữu một tâm lý kém cỏi. Anderson hay Renato Sanchez cũng thế, ở độ tuổi còn quá trẻ, khi đối mặt với những áp lực vô hình từ những kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ hai đội bóng chủ quản, hay đội bóng chủ quản đã khiến cho những cầu thủ này mãi mãi không thể thành công được. Những cái tên như Ronaldo hay Messi tất nhiên là cũng sẽ có những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa họ chính là một tâm lý vững vàng, đối mặt với vấn đề, đứng trước hàng vạn cổ động viên la ó mình. Cristiano Ronaldo vẫn hiên ngang bước tiếp, anh vẫn chạy, vẫn cứ sút và ghi bàn hết ngày này đến tháng nọ. Bị trêu đùa rằng sẽ mãi không bao giờ có được World Cup như tiền bối Diego Maradona, Messi vẫn mặc kệ và từng bước chinh phục đỉnh cao. Thế còn những cái tên như Mario Götze, Alexander Pato, Renato Sanchez thì sao? Chấp nhận thất bại do sở hữu một tâm lý vô cùng kém cỏi, đó là cách họ lựa chọn, biết làm sao được. Ở độ tuổi còn quá trẻ, những ngôi sao đó có thể sở hữu những kinh nghiệm thi đấu cũng như một tâm lý đủ mạnh để đối mặt với những khó khăn trong tương lai. Chấn thương, những nguyên nhân bên trên phần nhiều được những tác động có thể khắc phục được. Những nguyên nhân bên trên phần nhiều đều là những tác động có thể khắc phục được. Nếu cầu thủ trẻ đó nghiêm túc trong lúc thi đấu cũng như là chăm chỉ luyện tập để trở thành một ngôi sao sáng trong tương lai. Tuy nhiên, chấn thương thì lại là một câu chuyện khác. Đây có thể được xem là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên, trong danh sách những cậu bé vàng không bao giờ lớn, thì có một vài người đã bị chấn thương đánh gục hoàn toàn. Alexander Pato chính là cái tên tiêu biểu trong nguyên nhân trên. Từng được người đàn anh tuyển Brazil Ronaldinho ví bản thân như là sự kết hợp giữa Kaká và Messi. Tuy nhiên, những chấn thương liên tục ập đến cầu thủ sinh năm 1989, dẫn đến một sự nghiệp cũng lụi tàn theo năm tháng. Chấn thương cũng đã khiến những cầu thủ như Rafael van der Vaart, Anderson Oliveira hay Mario Balotelli phần nào đó không thể tỏa sáng như dự định. Kỳ vọng quá lớn. Ngoài những lý do kể trên thì sự kỳ vọng quá lớn đặt lên vai những ngôi sao trẻ tuổi cũng một phần khiến cho những ngôi sao từng đạt danh hiệu Golden Boy thường có sự nghiệp thất bại. Anthony Martial cần phải ghi bàn liên tục để gồng gánh hàng công tệ hại của Manchester United. João Felix cần phải trưởng thành thật nhanh để có thể thay đổi tầm ảnh hưởng của Cristiano Ronaldo từ tuyển Bồ Đào Nha. Hay Matthijs de Ligt cần phải thi đấu hiệu quả hơn nữa mới có thể cùng Virgil van Dijk đưa tuyển Hà Lan đến với những danh hiệu cao quý. Đó chắc chắn là những điều mà người hâm mộ trên thế giới muốn được thấy từ những ngôi sao tiềm năng ấy. Tuy nhiên, những cái tên đó thường là những cầu thủ trẻ trong giai đoạn đầu tiên của sự nghiệp. Những cái tên như Martial, de Ligt hay Felix đều phải đối mặt với quá nhiều sự kỳ vọng và áp lực. Điều đó góp phần rất lớn vào một sự nghiệp thất bại của họ trong tương lai. Mặc dù họ đã trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng thuận lợi trước đó, tiếc nuối có lẽ là điều mà chúng ta có thể cảm nhận ngay bây giờ. Tưởng chừng như khi đạt được danh hiệu Golden Boy sẽ là một bước đệm hoàn hảo dành cho những cầu thủ tiềm năng đó. Tuy nhiên, vì những lý do này hay lý do khác đã khiến họ mãi mãi chẳng bao giờ có thể vươn tầm thật sự. Mặc dù trong quá khứ đã có rất nhiều cầu thủ từng đạt danh hiệu cậu bé vàng và có một sự nghiệp thất bại ngay sau đó. Tuy nhiên, những cái tên giành chiến thắng giải thưởng Golden Boy đâu phải tất cả đều thất bại. Chúng ta nên nhớ rằng, trong 19 năm lịch sử của giải, đã có rất nhiều ngôi sao sở hữu một sự nghiệp thành công như Wayne Rooney, Sergio Ramos và trên tất cả đó là Lionel Messi trong giai đoạn hiện tại. Chủ nhân của danh hiệu cậu bé vàng 2017 Kylian Mbappe vẫn đang làm mưa làm gió tại thủ đô Paris. Gần đây như Erling Haaland, Gavi hay Pedri đều là những cầu thủ rất nghiêm túc trong việc thi đấu cũng như tập luyện. Từ đó chúng ta có thể thấy được một điều rằng những sự thành bại trong cuộc sống đều dựa vào bản thân chúng ta. Một giải thưởng vô tri không thể quy định bản chất của một con người. Tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân để giành lấy vinh quang sau cùng.